tạm giữ 11 đối tượng vụ đuổi đánh, cướp xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ. Ngày 15 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm. Qua điều tra vụ một nam thanh niên bị chặn đánh, cướp xe máy trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố Hà Nội bước đầu tạm giữ 11 đối tượng. Theo thông tin trước đó, vào buổi tối ngày đầu tháng 2 năm 2022 vừa qua, trong khi dừng đỗ xe máy tại đường Nguyễn Văn Cừ, anh Tê trú ở Hà Nội bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn, đuổi đánh sang tận địa bàn huyện Đông Anh rồi cướp đi chiếc xe máy anh Tê đang điều khiển tối hôm đó. Khẩn trương điều tra, tra soát tình hình an ninh trật tự trong địa bàn, đến ngày 15 tháng 2, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với 11 đối tượng về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm. Hầu hết những đối tượng này đều đang trong độ tuổi từ 17 đến 21 tuổi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.